chào khán giả của Việt Nam America TV trên kênh 57 và trên hệ thông tin toán toàn cầu vntv 53 com Đây là chương trình Thế giới về ngày thực sự được thực hiện và biên soạn bởi Tuyết Lê và Thái Bình. Và trong phần tin hôm nay, số người bị viêm màng não tại Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng. Người chết đột ngột vì ăn côn trùng. Giá xăng tại Cali cao kỷ lục. Hai nhà khoa học Mỹ đoạt giải Nobel hóa học. Huấn luyện viên Sandusky bị phán tù 30 năm. Thưa quý vị, để Bắt đầu chương trình thì Thái Bình và Tuyết Lê xin uh, giới thiệu đến quý vị một đoạn phóng sự mà Tuyết Lê đã thực hiện về con tàu phi thuyền Endeavour. Khi lái xe, chúng ta thường phải lưu ý những tấm bảng như người băng qua đường, con nai băng qua đường, thậm chí con vịt băng qua đường. Nhưng phi thuyền băng qua đường là một điều hiếm thấy mà nhiều người không ngần ngại chờ cả đêm để thấy được. Chỉ tháng trước, phi thuyền con thoi Endeavour đã bay một vòng trên bầu trời của quận Cam trên một chiếc Boeing 747, thu hút nhiều người lên mái nhà để xem. Bây giờ, đám đông lại háo hức chờ đợi phi thuyền và dụng cụ chuyên chở nặng đến 375.000 pound này đi xuống đường. Cuộc hành trình 12 dặm này sẽ có dài Hai ngày 12 và 13 tháng 10, và nếu tính ra, còn khổ nhọc hơn lên không gian. Nhưng chuẩn bị cho diễn hành không đơn giản, với hàng trăm cây cối phải bị chặt xuống và nhiều đường dây điện phải được nâng lên và với chiều ngang 78 feet, ngay cả cột đèn này cũng đã bị hy sinh. Thưa quý vị, sau 122 triệu dặm trên không gian, giữa cuộc phi thuyền con thoi Endeavour đã có thể về hưu tại California Science Center để mọi người già và trẻ có thể đến để xem di tích lịch sử vô giá này. Sau cuộc họp ngắn của đội kỹ sư, Endeavour đã rất cuộc được kéo qua Freeway 405, tiến một bước gần hơn đến căn nhà mới. Khi phi thuyền băng qua Bình An, mọi người đã tận tình hoan hô như đang chào đón một cựu chiến binh hồi hương sau 20 năm xa nhà. Đây là Tuyết Lê, tình trình cho VNA TV. Thưa quý vị, sau đây là phần tin khoa học và sức khỏe. Phát hiện 160 loài động vật mới ở Đông Nam Á, các nhà khoa học Hà Lan và Malaysia đã tới đảo Borneo thuộc sở hữu của Malaysia, Indonesia, Brunei và là đảo lớn thứ ba trên hành tinh Mục đích chính của họ là đánh giá mức độ đa dạng sinh học của Kinabalu, ngọn núi cao nhất trên đảo Borneo, Life Science đưa tin. Đoàn chuyên gia thu nhập được 3.500 mẫu DNA của hơn 1.400 loài, bao gồm khoảng 160 loài mà giới khoa học chưa từng biết như nấm, nhện, bọ, ốc sên, dương sĩ, mối, vân vân. Đó là một chuyến khảo sát thành công. Chúng tôi đã thu nhập được rất nhiều mẫu vật. Trong giai đoạn tiếp theo, chúng tôi sẽ nghiên cứu DNA của các mẫu. Menno một chuyên gia của Trung tâm Đa dạng Sinh học tại Hà Lan phát biểu. Số người có thể bị viêm màng não tiếp tục gia tăng. Tin tức tuần qua cho biết số người có thể bị nhiễm màng não từ một loạt thuốc bị nhiễm nấm có tiềm năng ảnh hưởng đến 14.000 người ở những tiểu bang Nam Mỹ như Tennessee, Michigan, Virginia, Indiana, Florida, vân vân. Hiện nay có 170 vụ kiện viêm màng não bùng phát với 14 tử vong Số người này đã được trích một loại steroid thông thường để chữa đau nhức, nhưng lần này loại thuốc bị nhiễm một loại nấm gây viêm màng não. Khoảng 50 lọ được thí nghiệm đã được khẳng định là bị nhiễm nấm. Chỉ có những bệnh nhân nào được trích ở lưng mới bị ảnh hưởng vì nấm xâm nhập qua đường xương sống. Hiện nay, cơ quan kiểm soát, soát và phòng ngừa bệnh dịch chưa biết rõ bao nhiêu người chỉ được trích ở lưng và bao nhiêu người được trích ở những khớp xương khác. Thưa quý vị, người chết đột ngột vì ăn côn trùng Edward Archibald tham gia cuộc thi ăn côn trùng và sâu bỏ cái tên Midnight Madness diễn ra thứ sáu tuần trước tại cửa hàng bán thú nuôi Ben Seaco Reptile ở Deerfield Beach, bang Florida. Người chiến thắng phải đạt mục tiêu ăn nhiều lượng côn trùng ở cửa hàng nhất. Tiếp đó, người này sẽ được mang con trăn trị giá 850 USD về nhà. Archibald ăn rất nhiều sâu và gián. Cuộc thi kết thúc, tất cả người tham gia cuộc thi đều không có dấu hiệu khác lạ. Duy nhất Archibald bắt đầu nôn mửa và ngã xuống phòng cảnh sát quận Broward cho biết. Sau đó anh được đưa tới trung tâm y tế Bắc Broward cấp cứu, nhưng các bác sĩ đã nói quá muộn để cứu anh. Sở Y tế thành phố New York giải thích trên website của họ rằng sâu bọ không gây bệnh nhưng chúng là loài ăn xác thối nên có thể chứa vi khuẩn như Salmonella nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, CNA dẫn lời ông Luke Ryrod, thành viên tổ chức cuộc thi nói rằng sâu bọ và côn trùng sử dụng trong cuộc thi đều được kiểm duyệt kỹ lưỡng và an toàn với sức khỏe. Hổ phát từ 100 triệu năm trước với sinh vật được tìm thấy. Một miếng hổ phát cũ khoảng 100 triệu năm đã được khám phá, cho chúng ta chứng kiến được một con nhện đang chuẩn bị tấn công một con ong bắp cày. Đây là một cửa sổ nhìn về thế giới của sinh vật từ thời Creta Hạ. Ha. Cả hai loại trùng này đều sống cùng thời, điểm với những con khủng long và đã cùng tuyệt chủng. Miếng hổ phách được đào lên từ thung lũng Hu khoa tại quốc gia Nam Á Myanmar bởi những nhà nghiên cứu Mỹ từ trường Đại học Oregon State. Khám phá này là lần đầu tiên các nhà khoa học được xem cảnh một con nhện cổ điển chuẩn bị ăn trưa. Cơ duyên nào đã khiến cho nhựa cây đổ xuống những con côn trùng này đúng lúc vĩnh viễn biến chúng thành những bức tượng từ một thời xa xưa. Thưa quý vị, để tiếp tục là phần tin địa phương. UCI ra mắt trang mạng lịch sử truyền khẩu của người Mỹ gốc Việt. Ban tổ chức dự án lịch sử truyền khẩu của người Mỹ gốc Việt VAOHP tại Đại học UCI sẽ tổ chức tiếp tân từ 5h30 đến 8h30 tối thứ Tư ngày 24 tháng 10 sắp tới tại Hội trường Văn Lan, thành phố Westminster, California. Mục đích để chính thức công bố trang mạng ghi lại những câu chuyện lịch sử thu thập được trong năm ngoái để công chúng khi cần có thể vào xem. Dự án này là một chiếc cầu nối giữa VAOHP của Đại học UCI với cộng đồng người Việt qua nhiều năm thu thập tài liệu và được sự cộng tác của rất nhiều đồng hương, và trong năm ngoái, chúng tôi đã thực sự được 80 câu chuyện mới của các chứng nhân, Tiến sĩ Thúy Võ Đặng, giám đốc dự án VAOHP và cũng là giáo sư môn học về người Mỹ gốc Á, Asian American Studies tại Đại học UCI nói. Tiến sĩ Thúy Võ Đặng cũng cho biết dự án VAOHP muốn thu thập thêm những câu chuyện của các nghệ sĩ, những vị cao niên, những doanh gia buôn bán thành công để kho tàng chuyện được đa dạng. Mọi chi tiết về VOHAP sau ngày 24 tháng 10, xin quý vị vào trang mạng www.vohap.lib.uci.edu. Giá xăng tại Cali cao kỷ lục. Trong một xã hội lệ thuộc vào dầu xăng, những con số ở những trạm đổ xăng tuần qua đã làm nhiều người thở dài tại Nam Cali. Giá trung bình cho tiểu bang đã lên đến 4 đồng 67 sen, cao nhất trong toàn quốc và trong lịch sử Cali theo những chuyên gia, một lý do là một vụ hỏa hoạn hai tháng trước tại nhà máy tinh chế Richmond ở San Francisco đã giảm khả năng cung cấp. Đường ống dẫn dầu Cattleman Los Medanos tại Bắc Cali cũng đã ngưng hoạt động từ tháng 9 vì ô nhiễm. Hơn nữa, một vụ cúp điện thứ hai tuần qua tại thành phố Torrance gần Los Angeles đã khiến nhà máy của Exxon Mobil đóng cửa cả ngày. California không có nhiều nguồn đưa ga từ những tiểu bang khác, nên lệ thuộc lớn vào những nhà máy trong tiểu bang này. Đầu tuần qua, thông đốc Jerry Brown đã cho phép Winter Blend, một loại xăng rẻ hơn ra thị trường sớm để cắt giá. Winter Blend tạm nhiều ô nhiễm hơn và thường không được bán trước ngày 31 tháng 10 vì theo lý luận, thời tiết mát hơn sẽ cho phép người lái xe dùng loại xăng rẻ tiền này mà không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn không khí. Thưa quý vị, thành phố Garden Grove tổ chức vui chơi cho trẻ em dịp lễ Halloween. Ban phục vụ cộng đồng thành phố Garden Grove của chúng ta sẽ tổ chức chương trình rước đèn Jack O'Lantern Jamboree cho trẻ em nhân mùa Halloween năm nay từ 5 giờ 30 chiều đến 8 giờ 30 tối thứ sáu ngày 26 tháng 10 tại Atlantic Place Center nằm trên đường Atlantis Way, thành phố Garden Grove, phía sau Garden Grove Park. Chương trình sẽ bao gồm các trò chơi và diễn hành mặc trang phục hóa trang. Giá vé là 7 đô la một người. Trẻ em dưới 2 tuổi thì được vào miễn phí. Trẻ em phải đi cùng với người lớn và chương trình giới hạn cho ba trẻ em mà thôi. À, vé có bán. À, chương trình cũng có bán thức ăn nhẹ tại chỗ và vé được bán trước tại quay Recreation lầu 1 trong tòa thị chính Garden Grove nằm trên đường Acacia Parkway thuộc thành phố Garden Grove. Một chú hề bị phán tội vì hãm hiếp trẻ em. Một người đàn ông 43 tuổi từ Anaheim làm nghề đóng vai chú hề vừa bị kết tội hãm hiếp một bé gái 12 tuổi. Trong năm 2002 tại thành phố Fullerton, Jose Jimenez đã bắt cóc cô bé này từ một nhà hàng Taco Bell. Lúc đó Jimenez đang mặc bộ trang phục hề ông đã chở cô đi đến một nơi khác và hãm hiếp cô ở trong xe. Sau nhiều năm không tìm ra hung thủ, tình cờ trong năm 2010, Heminis đã phải nộp DNA cho cảnh sát trong một vụ gây thương tích cho trẻ em khác. Trong năm 2011, DNA của ông đã được kết luận là đã kết luận ông là thủ phạm hiếp dâm. Chú hề này sẽ không còn cười khi bị ngồi tù 10 năm. Thưa quý vị, tác giả của bài nhạc lễ đá đã qua đời, hưởng thọ 76 tuổi. Nhạc sĩ Trần trình tác giả bản nhạc nổi tiếng Lệ Đá đã qua đời lúc 5 giờ 25 phút chiều ngày 10 tháng 10 vừa qua tại Bệnh viện UCI California, ông Hưởng Thọ, 76 tuổi. Nhạc sĩ Trần Trịnh tên thật là Trần Văn Lượng, sinh năm 1937. Ông là tác giả của rất nhiều ca khúc nổi tiếng như Lệ Đá, phổ nhạc bài thơ của thi sĩ Hà Huyền Chi, Tiếng hát nửa vời, vân vân. Sau này, Trần Trịnh thường xuyên cộng tác với nhạc sĩ Nhật Ngân và nhạc sĩ Lâm Đệ nên có nhiều ca khúc được ký bút danh là Trịnh Lâm Ngân. Ông có nhiều bài hát đã sống trong lòng khán giả Việt Nam ở khắp Nam Châu như Qua Cơn Mê, Biệt Khúc, Xuân Này Con Không Về, Tiếng Hát Nửa Vời, Cung Đàn Muôn Điệu, Chuyện Hai Con Sâu và Chiếc Lá Chết. Một người mẹ từ Corona giúp con gái đánh một cô gái khác khi một cô gái 15 tuổi từ Corona muốn đánh ghen vì bắt gặp một cô gái 13 tuổi trò chuyện với bạn trai của mình. Cô đã nhờ vả không ai khác hơn là người mẹ hang máu của cô. Nancy Veronica Hernandez, 40 tuổi, đã chở con gái và một bạn học đến công viên và hai cô gái 15 tuổi này đã cùng tấn công cô gái 13 tuổi. Hernandez đã đứng bên cạnh khuyên khích và hò hét, đánh nó đi. Những người xung quanh đến can thiệp cũng bị bà xô ra và chửi bới. Cảnh này đã được thu hình trên phone của vài người chứng kiến. Cô bé 13 tuổi đã bị bầm tím mặt mũi và bị thương ở xương hàm. Bà Hernandez đã bị phán 3 năm tù treo. Thưa quý vị, đến đây chương trình Thế giới về ngày thời sự với Thế Bình và Tuyết Lê phải tạm ngưng. Xin quý vị đừng rời băng tầng 57.3, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo.